Dạ, xin được mến chào quý cô chú anh chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em, kênh Lang Thang Nha Trang. Hiện tại là em đang đứng ngay một cái góc ngã tư giữa đường Thống Nhất và đường Lê Thành Phương. Năm xưa đó là đường Độc Lập và đường Nhà Thờ mọi người ha. Dạ rồi, bây giờ xin mời mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng lại những cái hình ảnh xưa cũ để mà hoài niệm và một thời để nhớ. Và hôm nay thì em xin phép mời mọi người hãy cùng em đi lang thang ở những cái cung đường xưa cũ để nhìn ngắm xem cảnh quan đã thay đổi như thế nào mọi người ha. Em sẽ đi ngang qua rạp Tân Tiến ngày xưa và đến một góc hẻm của đường Trần Quý Cáp. Nơi đó là vẫn còn sót lại rất nhiều các ngôi nhà mà được xây dựng từ trước giải phóng. Và cái xóm mà em sắp sửa đi đến đó là một cái xóm nghèo của thành phố Nha Trang. Đây là nhà sách Tân Tiến hiện tại, và năm xưa ở đây là rạp cine Tân Tiến mọi người ha. Bây giờ em sẽ ghi hình từ xa. Ở dưới đây thì cảnh quan đã thay đổi, tuy nhiên thì phần ở trên thì vẫn giữ nguyên mọi người ha. Dạ, đây là rạp cine Tân Tiến. Và hướng em đang đi tới đó là đoạn ngã ba giữa đường Nhà Thờ và đường Trần Quý Cáp. Chúc mọi người có thể chiêm ngưỡng được một vài ngôi nhà mặt tiền đường Trần Quý Cáp mọi người. Có ngôi nhà mái ngói đây hiện trạng cũng khá là cũ, rất cũ luôn. Theo em nghĩ là chắc từ trước khi giải phóng. Ở góc ngôi đường này mọi người có một cái con hẻm đi vào, và em sẽ đi vào trong con hẻm đó tại vì nơi này có rất nhiều những ngôi nhà được xây dựng từ trước năm 75 á, và hiện trạng vẫn còn giữ nguyên đây mọi người ha. Để em hỏi thăm bà con xung quanh đây như thế nào. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, con hỏi cô đi ha. Chào mấy chị. Dạ cô ơi, cho con hỏi thăm với. Cái này nói rõ hơn. Dạ, chào chị. Chị ơi, cho em hỏi thăm với chị. Cái hẻm nhà mình á là đa số là những ngôi nhà từ trước năm giải phóng đến giờ đúng không chị? Đúng rồi. Trong hẻm này mình đi vô sâu không chị? Có ngoằn nghèo gì không? Có người nằm bệnh đồ, nằm chỗ mấy năm, mười mấy chục năm cũng có. Ồ. Về rồi đó. Hẻm nhà mình toàn là người hoàn cảnh khó khăn không á hả? Dạ dạ. Bây giờ em đi vô trong hẻm này em quay ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Tức là vô trong đây là vẫn có những cái hẻm nhỏ nữa. Dạ dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Chị ơi, chị tên gì hả? Tên Ngân. Chị Ngân ha. À mọi người ơi, em được chị Ngân rất là nhiệt tình hướng dẫn đi vào trong hẻm này để mà ghi hình. Chị ở đây em thấy cái bức tường này nó cũ quá chị. Cái nhà này là được xây dựng năm nào chị ha?
từ năm 1979 đến giờ đó. À nhà này từ năm 1979. Cái đường này là bắt đầu lập đến giờ luôn đó. Dạ dạ. Thấy bề mặt nó bị xuống cấp lắm rồi đó. Mưa này chắc bị thấm dữ lắm nè. Hiện tại là buổi chiều tầm 2 giờ mấy mọi người ha. 3 giờ rồi thì một số nhà vẫn còn đang đóng cửa. Tức là họ đi làm chưa về. À, chị anh nó đi về đây nè, từ hồi xuống giờ nằm này, bây giờ là chỉ nằm chỗ chỉ thuê đó, về đó nhà gì? Thuê luôn. Dạ nhà chỉ thuê nằm, chị. Ừ chỉ thuê đó mà chỉ nằm chỗ gì đó, chỉ ngồi dậy vậy chứ không có đi đứng được. Dạ đó, dạ. Đó. Có một mình thôi, con rồi dạ. Đó thì bộ đội hết. Con chào cô. Đó. Dạ. Các chị nhiệm đi. Dạ không đó, con. Đó, nhà thuê cô tên gì cô ơi? Cô Hằng à? Ừ. Dạ. Cô đau ốm sao cô? Bị đi trượt té. Đi trượt té. Bị ta dạng như là tay huyết áp cao. Dạ dạ, ở có một mình thôi. Có con mà đi làm hết rồi. Dạ dạ rồi, dạ. Con ghi hình hoàn cảnh của mình ha. Rồi nếu có điều kiện thì con sẽ trở lại đây. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe ha. Ráng dưỡng bệnh. Dạ dạ. Dạ xin phép dạ. Dạ. Wow. Mọi người ha, nhà này nhìn cũng rất là cũ luôn. Cũng nằm chỗ luôn nè, nhà từ xưa đến giờ đó. Dạ. Ở trong á, nằm trong á. Nhà đây á hả? Ờ vô đây nè. Có mình trong á, mở đèn lên. Dạ. Dạ dạ được rồi dạ. Bây giờ thay thế cho chị Như đi nghe. Dạ chị dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ mấy chị nhiệt tình quá em cảm ơn ạ. À. Wow. Anh ơi cho em hỏi nhà mình xây dựng từ năm nào vậy ạ? Quá lâu luôn rồi, từ ông nội bà nội chết đến giờ luôn. À từ ông nội bà nội chắc là thờ cũng pháp đó. Dạ thờ pháp luôn. Dạ. Mình kênh về kênh gì vậy em? Dạ của em Lang Thang Nha Trang ạ. Lang Thang Nha Trang ạ. Em coi thường coi lắm. Dạ cũng thường coi Lang Thang Nha Trang ạ. À, Lang Thang Nha Trang ạ. Dạ dạ. Đây cái hướng dẫn viên luôn mọi người ha. Em biết đâu đây là nhà cổ luôn, cũng mấy trăm năm rồi. Wow. Dạ dạ. Nhà cổ luôn, nhà xưa. Ở đây sớm mình là sớm gì chị? Sớm Trần Quý Cáp. Sớm Trần Quý Cáp. Là có khu phố mấy không? Tại vì em thấy ngoài kia có khu phố phường Củi Đông rồi phường gì đó. Phường Củi Đông, vào tổ 5, phường Phương Xài Chi Viễn ơi. Dạ dạ. Kêu đó nha, cho anh này em quay YouTube cho để mà người bệnh người đau người ta lên YouTube anh. Đây, cái bà cô này. Có ai đây bả nằm cũng là 5 năm rồi. Nhà dạ. Đây nhà cổ luôn đó. Đó em vô liền cái nhà cổ luôn đó. Có dạ. Đây. Bà ngoại đây bả nằm. Dạ, dạ từ từ để em quay cho khuôn viên nhà ha. Dạ. Lại đây nhà cổ luôn chứ đừng có nói mà nhà thường. Vậy là trong hẻm đây toàn mấy nhà mà thời ông nội bà nội không à. Thời lâu dạ, xa dạ. Xưa lâu quá lâu rồi. Dạ xin chào gia đình. Dạ. Đây bà ngoại ha. Bà ngoại nằm đây mấy năm rồi đó. Dạ rồi. Ăn không được luôn. Dạ anh ơi anh tên gì ạ? Tên Nguyễn Văn Mau. Dạ anh Mau ạ. À. Nhà mình hoàn cảnh sao anh? Nói chung về về bệnh nó mấy năm đây nằm đây một chỗ thôi. Dạ. Con thay phiên lo. Cũng con cháu. Có hai người con thôi, lo thay phiên lo. Dạ, dạ. Anh em trong nhà rồi lo cho bà về thôi chứ. Rồi mình đi làm rồi mình đủ cái khả năng sinh hoạt gì đó không? Làm bữa đực bữa cái à. Phải cố gắng. Dạ, dạ. Thợ xây mà thợ hồ. Dạ, thợ xây ha. Bữa đực bữa cái à. Chứ không có như lúc trước có việc làm có điều cũng đỡ. Dạ rồi, dạ em ghi nhận hoàn cảnh gia đình mình ha. Dạ. À, chúc gia đình sức khỏe ha, ráng chăm sóc cụ rồi
mọi thứ khó khăn rồi cũng sẽ qua, rồi hy vọng là một ngày mới sẽ khá hơn. Dạ dạ, nếu mà có điều kiện thì em sẽ trở lại đây sớm. Dạ xin chào gia đình ạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị ha, chị nhiệt tình quá. Rồi, không có. Dạ, chúc chị sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, dạ, để em đi một vòng bên đây nữa ha. Dạ rồi, dạ. Tại em đi ở đây thấy mấy ngôi nhà thấy rất là xây dựng từ trước năm 75 luôn. Nhiều lắm ha. Dạ, dạ rồi, dạ. Cái hẻm này thì chắc những cô chú anh chị lớn tuổi chắc cũng biết cái hẻm này mọi người ha. Ở đây em thấy có một cái ngôi nhà, mà cái hiện trạng ở đây thì em nghĩ ở đây là bằng hình vẽ luôn mọi người ha. Ở trong đây cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn quá mọi người. Cái ngôi nhà phía trước cũng rất là sập sệ luôn. Dạ con chào chú. Chú ơi, cho con hỏi thăm với ạ. Dạ chú tên gì ạ? Nguyễn Thùy Long. Dạ chú Long ha. Chú hôm nay bao nhiêu tuổi rồi chú ha? 65 tuổi. Dạ 65 tuổi. Nhà mình là xây dựng từ năm nào vậy chú? Đó. Năm hồi nhỏ là về bãi nè. Bãi xây hồi giờ không biết. À chú hồi nhỏ là đã có nhà đây rồi. Đúng rồi. Dạ dạ. Con thấy là gác gỗ với lại nhiều thứ xung quanh cũng rất là cổ xưa. Hiện tại chú sinh sống bằng nghề gì chú ơi? Xích lô. Đạp xích lô hả chú? Hiện tại là mình xích lô máy hay là xích lô điện vậy? Xích lô đạp. Quên, xích lô đạp. Dạ dạ. Dạ rồi con chào chú ha. Cái gì thì con sẽ trở lại đây. Đó là cái cầu thang là mọi người. Dạ tiếp tục đi mọi người ha. Ở đây là đi vào một con hẻm sâu. Đường cũng rất là hẹp. Chào anh. Hiện tại thì nơi này là ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Một nơi, một con đường Trần Quý Cáp rất là sầm uất luôn mọi người ha. Cái hẻm đây thì khang trang hơn mọi người ha. Từ đường xá rồi nhà cửa.
ở đây là có một cái đường giao nhau, thì không biết ở đây là ra đường nào đây mọi người ha.